6 loại thực phẩm dành cho chế độ keto, ít carb lại dễ bảo quản trong tủ lạnh. Hãy cùng mình khám phá trong video này nhé. Xin chào các bạn, mình là Tiffany. Một trong những bí quyết đã giúp mình giảm thành công 3 cân với keto chính là việc chuẩn bị sẵn những thực phẩm low carb để ở trong tủ lạnh. Việc này thì giúp mình tiết kiệm thời gian, lại có thể tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc ăn kiêng với keto. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn 6 loại thực phẩm cũng như cách sơ chế để chúng ta có thể đáp ứng tốt nhất cho quá trình ăn kiêng keto. Nào, bây giờ cũng bắt đầu nhé! Và đứng đầu trong danh sách thực phẩm vàng keto chính là trứng. Bạn có biết rằng trong một quả trứng thì có 1g carb nhưng có tới 6g protein. Lòng đỏ trứng chứa axit béo omega 3 cùng rất nhiều chất dinh dưỡng khác. Ăn trứng sẽ giúp bạn cảm giác no lâu hơn, vì vậy bạn sẽ ăn ít và tránh được việc nạp nhiều thức ăn. Ngoài ra, trứng còn cung cấp cho chúng ta một lượng vitamin và khoáng chất tốt, đặc biệt là choline, một chất có lợi cho hệ thần kinh. Vậy nên trứng là thực phẩm cực kỳ lý tưởng dành cho những bạn nào đang muốn theo đuổi chế độ ăn keto. Vì vậy trong tủ lạnh của mình luôn có khoảng 20 đến 30 quả trứng gà ta hữu cơ. Và mình thường sử dụng trứng gà cho bữa sáng, ví dụ như làm bánh pancake, trứng luộc hoặc là trứng cuộn. Đặc biệt là trứng luộc, đối với mình thì đây là một món ăn dễ làm nhất mà có thể mang theo đi làm. Chúng ta có thể chuẩn bị trứng luộc cho những lúc bất chợt bạn cảm thấy đói. Và trứng cuộn thì cũng là một lựa chọn tuyệt vời khác. Tất cả những gì bạn cần chuẩn bị là 2 quả trứng gà ta, hành tây, nấm và một chút ớt chua thái hạt lựu và 5 phút chế biến mà thôi. Ngoài các món vừa kể trên thì các bạn có thể tham khảo những cách chế biến khác như là chả trứng hấp, trứng đúc thịt hoặc là trứng kho thịt, món nào cũng rất hấp dẫn. Loại thực phẩm tuyệt vời tiếp theo dành cho keto chính là quả bơ. Có lẽ thì mình sẽ không cần phải giới thiệu nhiều nữa bởi vì chúng ta đều biết rằng quả bơ chính là loại thực phẩm đứng đầu trong hầu hết các chế độ ăn kiêng hiện nay. 3/4 lượng calo ở trong quả bơ đến từ chất béo, vậy nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng quả bơ là nguồn chất béo chính khi áp dụng chế độ keto. Bên cạnh đó thì quả bơ còn rất giàu chất xơ, vitamin, đặc biệt là kali. Kali sẽ giúp cơ thể bạn đạt trạng thái ketosis được nhanh hơn. Mình thường dùng để làm salad hoặc như một khẩu phần ăn vào bữa xế chiều. Nhưng hấp dẫn và dễ ăn nhất đối với mình chính là sinh tố bơ. Thử nghĩ mà xem, còn gì hấp dẫn hơn vào một ngày hè oi bức như thế này, các bạn có một cốc sinh tố bơ mát lạnh, giàu dinh dưỡng và đáp ứng đầy đủ tiêu chí của keto. Và để giữ bơ được tươi ngon thì chúng ta nên để nguyên quả và bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh. Một loại thực phẩm khác có chứa nhiều chất béo tốt đó chính là bơ ghi. Bơ ghi là một loại bơ đã tách bỏ hoàn toàn phần protein và sữa. Trong bơ ghi thì chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và chất béo có lợi. Điều này sẽ giúp chúng ta giảm được nguy cơ mắc bệnh về tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa và giúp chúng ta có thể duy trì cân nặng được tốt hơn. Mình thường dùng bơ ghi thay cho dầu ăn khi nấu ăn hàng ngày cho các bạn nhỏ ở nhà. Bởi vì khi chiên xào ở nhiệt độ cao thì bơ ghi sẽ không dễ bị mất chất như các loại dầu ăn thông thường khác. Chúng ta có thể mua bơ ghi ở các hàng thực phẩm xách tay hoặc cũng có thể tự làm tại nhà, vừa đảm bảo an toàn mà có thể tiết kiệm hơn nhiều đấy. Cung cấp phần lớn protein cho cơ thể chúng ta, thịt là một trong số các thực phẩm có mặt thường xuyên trong tủ lạnh nhà mình. Thịt tươi thì đặc biệt là không chứa carb, dầu vitamin B, kẽm và khoáng chất sẽ giúp cho chúng ta đảm bảo duy trì được chế độ keto mà vẫn đầy đủ dinh dưỡng. Mình thường lựa chọn hai loại thịt chính là thịt gà và tôm, bởi các bé nhà mình thì rất thích các món ăn được chế biến từ hai loại thịt này. Với thịt gà thì chúng ta có thể tận dụng phần nước dùng để làm các món ăn sáng hoặc canh rau, ví dụ như là mì nưa, bún thang sẽ rất ngon đúng không? Phần thịt các bạn có thể để nguyên hoặc là chặt nhỏ, ướp trước để chúng ta tiết kiệm thời gian cho khâu chế biến nhé. Tôm thì cũng vậy, các bạn có thể bóc vỏ hoặc là làm chín sơ và chúng ta sẽ bảo quản trong tủ lạnh. Nếu như chưa có kế hoạch ăn ngay thì chúng ta có thể để trong ngăn đá khoảng 1 tuần. Không biết bé nhà các bạn như thế nào, chứ 3 bạn nhỏ nhà mình thì chỉ cần có người bóc vỏ cho là có thể ngồi chén tì tì luôn. Rau, làm sao chúng ta có thể bỏ qua rau được nhỉ? Bạn sẽ không thể giảm cân thành công nếu như thiếu rau đâu. Trong tủ lạnh nhà mình thì luôn có sẵn ít nhất 3 hoặc là 4 loại rau để chúng ta có thể ăn thay đổi hàng ngày. Rau lá xanh là loại ít carb nhất, lại chứa nhiều dinh dưỡng và khoáng chất, giàu chất xơ, vitamin A, B, C, giúp chống oxy hóa và giảm được tình trạng táo bón rất hay gặp phải ở chế độ keto. Rau muống và rau ngót chính là hai loại rau ưa thích của mình. Ngoài ra thì cải bó xôi và cải xoắn cũng là những loại rau thường xuyên góp mặt trong tủ lạnh. Chúng đều có hàm lượng vitamin C cao, giàu chất chống oxy hóa, tăng sức đề kháng mà lại có lợi cho tim mạch. Cả hai loại đều rất thích hợp để làm các món salad, bạn chỉ cần cắt nhỏ và trộn chung với những nguyên liệu khác. Mình cũng thường làm sinh tố keto với hai loại cải bó xôi và cải xoắn này.
Một bó rau, hai loại trái cây bất kỳ được ăn trong keto, ví dụ như trái bơ, dâu tây, việt quất, một cốc nước hoặc là sữa hạnh nhân. Vậy là ta-da, chúng ta đã có một cốc sinh tố rau xanh thơm ngon và cực kỳ bổ dưỡng rồi. Sau cùng là một loại thực phẩm chứa rất nhiều chất béo tốt, đó chính là hạt. Theo nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu thì các loại hạt được chứng minh là có tác dụng rất tốt cho sức khỏe cũng như cải thiện đáng kể các vấn đề về tim mạch. Và để đa dạng hóa thực đơn cũng như là tối đa hóa nguồn dinh dưỡng thì mình có thói quen dự trữ rất nhiều loại hạt cho cả gia đình dùng dần. Ví dụ như hạt điều, hạnh nhân, maca, hạt óc chó. Và phần lớn các loại hạt đều là những thực phẩm rất lành mạnh, chứa nhiều chất béo mà lại ít cáp. Cá nhân mình thì có lẽ dành sự ưu ái nhiều nhất cho hạnh nhân, bởi vì những lợi ích tốt mà hạnh nhân đem lại như là dầu vitamin, chống oxy hóa. Và khi cảm thấy đói giữa buổi thì chỉ cần vài hạt hạnh nhân sẽ là cứu tinh, cung cấp cho mình thêm năng lượng để tiếp tục công việc. Chúng ta có thể dùng hạnh nhân cùng với các món như sữa chua hạnh nhân, smoothie hạnh nhân hoặc là pancake từ hạnh nhân cũng rất hấp dẫn, đúng không nào? Vừa rồi là 6 loại thực phẩm low carb mà mình đã sử dụng chủ yếu ở trong chế độ keto. Ngoài những loại kể trên thì cũng còn rất nhiều những thực phẩm khác cũng rất thân thiện với keto mà mình sẽ giới thiệu với các bạn ở những nội dung sau. Hãy cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm ở dưới phần bình luận nhé, để chúng ta có thể trở nên mignon hơn. Hãy like và subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc tất cả các bạn sẽ giảm cân thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.